Xin chào tất cả các anh các chú ạ. Hôm nay nhà em mới về được một ít hàng, em quay video giới thiệu cho tất cả mọi người. Ai có nhu cầu mua hàng, xem mua thì alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0975 275 636. Số điện thoại em sẽ ghim ở dưới phần mô tả của video nhé. Mọi người nếu chưa xem được, nếu mà chưa nhớ được cái số điện thoại của em thì có thể xem lại ở cái phần mô tả của video nhá. Đây ạ, hôm nay em quay sơ sơ trước này. Hôm nay thì có kéo này, có ổ cắm đúc này, có ê tô kẹp bàn, tô vít này, kéo nhọn, móc an toàn và motor giảm tốc nha. Rồi bây giờ em quay cái quay gì nhỉ? Quay móc an toàn trước nha. Hàng móc khóa an toàn của thương hiệu Tajima nhá. Đây ạ. Hàng bãi cũ nhưng mà còn rất là đẹp nhá. Đây. Một bộ của nó là sẽ gồm một móc này, một móc và một cái khóa bên dưới như này nhá. Không có dây nhá, không có dây đâu ạ. Bây giờ em sẽ đo sơ qua kích thước để cho mọi người dễ hình dung nhá. Đây ạ. Tổng chiều dài của nó này, tổng chiều dài em đo như này là được 25cm nhá. Chiều ngang chỗ này này là đo được 11cm. Đây ạ. Rất là dày dặn chắc chắn nhá. Còn đây là cái khóa dưới của nó này. Thương hiệu Tajima nhá. Đó. Cái bộ móc khóa Tajima này, nó sẽ gồm một móc và một khóa như này và không có dây, nguyên như này nhá, em bán giá là 200.000 miễn ship. Còn cái loại mà 150.000 thì bên em vẫn có, nhưng mà hôm nay quên mất không bỏ ra rồi. Mọi người muốn mua cái loại 150.000 thì cũng có nhá. Loại này đang là loại 200.000 này, 200.000 miễn ship nhá. Đó. Móc khóa an toàn 200.000 miễn ship. Rồi tiếp theo. Đây. Này em có một cái kìm mỏ quạ nhá. Có logo thương hiệu này, khắc hình con tôm này. Cái kìm này chiều dài đo được là 25cm nhá. Đây ạ. Kìm mỏ quạ này em bán giá là 120.000 nhá. 120.000 mã kìm mỏ quạ này. Mọi người thích mã kìm mỏ quạ thì chốt cho em mã kìm mỏ quạ nhá, 120.000 ạ. Giá tại cửa hàng chưa bao gồm tiền ship nhá. Những sản phẩm nào mà em báo miễn ship thì sẽ là nói rõ luôn nhá. Nên là mọi người, những sản phẩm hôm nay thì không phải là sản phẩm nào cũng được miễn ship. Nên là mọi người xem kỹ hộ em nhá. Đó. Kìm mỏ quạ 120.000 giá tại cửa hàng chưa bao gồm tiền ship nhá. Còn đây là cái bộ tua vít này. Bộ tua vít nhỏ nhá. Bộ tua vít nhỏ là gồm 2, 4, 6 6 cây tua vít. Nó có tua vít dệt này và tua vít 4 cạnh. Có 3 cây 4 cạnh với cả 3 cây 2 cạnh. Một bộ tua vít nhỏ này là giá là 20k nhá. 20.000 bộ tua vít nhỏ này. Mọi người ai ưng bộ này thì chốt em bộ tua vít đây nhá. Bộ tô vít 6 chiếc này, 6 chiếc bộ tô vít nhỏ. Giá là 20k nhá. 20k một bộ tô vít nhỏ. Đây ạ. Đây là kéo mũi nhọn nhá. Kéo mũi nhọn. Tổng chiều dài của cả cái kéo là 31cm này. Chiều dài phần lưỡi này nhá. Chiều dài phần lưỡi đo được là 13cm. Đó. Nó có cái chữ V để đẩy ra này. Rất là khỏe nhá. Lưỡi đẹp không có mẻ nhá. Lưỡi đẹp không mẻ. Kéo một kéo nhọn 130.000 nhá. Kéo nhọn 130.000. Rồi tiếp theo. Đây ạ. Tiếp theo là cái ổ cắm đúc nhá. Ổ cắm đúc cao su siêu bền luôn ạ. Cái này mọi người có quăng quật hay là ném mắc thứ nó cũng không có bể vỡ được. Một cái ổ như này nó sẽ gồm cả ổ cắm chân dẹt và ổ cắm chân tròn đây nhá. Đấy, nó có cả ổ cắm chân tròn và chân dẹt. Cái bên trên này thì mọi người có thể cắm được cả hai chân hoặc là ba chân đều được này. Đấy. Cái loại này thì em bán giá là 60.000 một chiếc, khách mua 5 chiếc thì được miễn ship nhá. 5 chiếc thì được miễn ship. Cái này của nó là công suất của nó là 16A 250V nhá. Đây cái đầu nối của nó đây,
Nó có cái này để bảo vệ này, đó. Chụp dây này, khi đấu dây điện xong là nhét vào đây này. Ổ cắm đúc cao su này nhá, hàng chống bể vỡ luôn này. Mình quăng quật hay mình ném nhất là nó cũng không bị bể vỡ như các cái hàng kia. Loại này thì là 60.000 một chiếc nhá. Khách mua 5 chiếc là được miễn ship ổ cắm đúc cao su. Cái này là có 5 ổ cắm nhá. Đây này, 1 2 3 4 5. Loại này là 60.000 một chiếc nhá. Rồi tiếp theo. Tiếp theo đây là cái đầu cái gì nhỉ? Cái motor giảm tốc. Đây ạ. Đây đây, thông số của nó bên này. Motor giảm tốc DC 12V nhá. Cái này của nó đây. Cái tem nó hơi bị rách rồi. Make in Japan nhá. 14.5 vòng trên phút. Cái motor giảm tốc này thì em bán giá là 400.000 một chiếc. Khách mua chuyển khoản miễn ship. Còn nếu mà ship COD đấy, là COD thì là nhận hàng thanh toán, thì khách mua tự trả ship nhá. Chuyển khoản motor giảm tốc thì được miễn ship, còn ship COD là khách mua tự trả ship. Motor giảm tốc Make in Japan nhá. Tiếp theo đây là em còn một ít kéo này. Kéo này thì không phải là mới về, kéo này của chuyến trước rồi. Kéo này là loại kéo nhỏ nhá, không phải kéo lớn đâu ạ. Đây này, chiều dài đo được của nó là khoảng tầm 19cm nhá. Tầm 19cm. Loại này thì em bán giá là 100.000 7 chiếc. 100.000 7 chiếc nhá. Đây. 100.000 7 chiếc kéo. Hàng thép không gỉ nhá, hàng thép không gỉ đâu ạ. 100.000 7 chiếc kéo nhá. Mọi người ưng kéo thì chốt cho em chiếc kéo này, 100.000 7 chiếc. Đây còn cái gì nhỉ? Eto. Eto thì em còn một ít thôi ạ. Đây ạ. Eto đây nhá. Eto thì nó có hai loại, một loại là nhỏ với cả một loại lớn nhá. Eto kẹp bàn. Đây ạ. Cái này của nó được 6cm này. Loại em đang cầm trên tay được 6cm nhá. Còn một loại nhỏ là 5cm. Để xem là nó mở ra được bao nhiêu. Cái này thì em chỉ vệ sinh sơ sơ thôi. Mọi người mua về thì tự vệ sinh lại nhá. Tầm này cuối năm rồi nên là còn gì bán đấy nhá. Cái này chắc nó mở rộng ra được 7cm đấy. Đây. Cái mồm nó mở rộng ra được 7cm nhá. Eto kẹp bàn. Đây ạ, bên dưới đây. Chiều này của nó được 6cm này. Còn cái chiều này kẹp được là 7cm nhá. Cái này nó có cái chốt ở đây để xoay được này. Cái này chưa xoay này. Đây. Cái này là cái mở chốt ra để xoay tròn được. Nhưng cái này đang bị cứng chưa xoay nhá. Tẹo em sẽ vệ sinh lại để cho nó xoay được. Loại này thì em bán giá là 270.000 miễn ship nhá. 270.000 miễn ship, còn vài chiếc. Loại nào là loại nhỏ này. Đây loại này là loại nhỏ ấy này. Loại nhỏ này cái mồm của nó là được 5cm nhá. Mồm của nó được 5cm này. Chắc mở ra nó cũng được tầm 7cm. Cái này mở ra của nó được 6cm nhá. Đây này, cái này là xoay được này. Eto to là 270.000 miễn ship, còn cái này là Eto nhỏ nhá. Đây này. Xoay được nhá. Eto nhỏ là 250 miễn ship nhá, 250.000 miễn ship. Đấy, mọi người mua cái nào thì alo đặt hàng ủng hộ em cái đấy nhá.
Rồi hiện tại là trên video của em là chỉ có mấy sản phẩm như vậy thôi. Mọi người có nhu cầu mua sử dụng loại sản phẩm nào thì alo đặt hàng ủng hộ em ạ. Rồi em xin kết thúc video ở đây. Hẹn tất cả các anh các chú ở những video tiếp theo. Mọi người xem video thì cho em xin nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông báo để mỗi khi bên em lên những video mới mỗi ngày thì mọi người có thể xem được đầu tiên sớm nhất để alo chốt được những món hàng ưng ý nhất nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh ạ. Xin chào và hẹn gặp tất cả mọi người những video tiếp theo.